Trong 9 tháng đầu năm 2023, hoạt động thương mại và dịch vụ nội địa trên địa bàn thành phố khá sôi động. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đạt khoảng 95.300 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Các hoạt động xúc tiến thương mại sôi nổi, tích cực trong thời gian qua đã góp phần phát triển thị trường, kích thích tiêu dùng và hỗ trợ xuất nhập khẩu. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Số liệu của Cơ quan Thống kê Đà Nẵng cho biết, trong tổng doanh thu gần 95.300 tỷ đồng, thì doanh thu ngành bán lẻ chiếm gần 54%, với doanh số bán hàng đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 7 trên 12 nhóm hàng tăng cao hơn mức tăng chung như lương thực, thực phẩm, đồ dùng, trang thiết bị gia đình, vật liệu xây dựng, v.v. Tăng cường các hoạt động khuyến mãi, giảm giá, cải thiện chất lượng dịch vụ đang là giải pháp để các doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh doanh số bán hàng trong bối cảnh người dân có tâm lý chi tiêu tiết kiệm hơn. Có những chính sách đó tác động với túi tiền mình rất là nhiều. Thứ nhất là mình sẽ giảm số tiền mình mua vô. Ví dụ khả năng, ví dụ mình chi bữa đó 500 ngàn mà khả năng nó giảm xuống thì còn 450. Ví dụ vậy thì mình có thể mua thêm được một món gì đó. Bên cạnh đó, để thúc đẩy tiêu dùng và kích cầu thị trường nội địa, các hoạt động xúc tiến thương mại do ngành công thương tổ chức tập trung giới thiệu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm ô cốp của địa phương gắn với hoạt động du lịch, tổ chức hàng loạt sự kiện hội chợ, kết nối cung cầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và các địa phương gặp gỡ giao thương, quảng bá hình ảnh, tiềm năng sản xuất, thương mại, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay thì chúng ta đã tổ chức trên 25 cái hoạt động về xúc tiến thương mại lớn cho các doanh nghiệp về các chương trình mà đi các quảng bá các sản phẩm. Cái quý tư này sẽ tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia khoảng 9 cái chương trình hội chợ triển lãm, đang có những hội chợ rất lớn như hội chợ Expo Thành phố Hồ Chí Minh, hội chợ đặc sản vùng miền, hội chợ thủ công mỹ nghệ Hòa Tặng Hà Nội và các cái hoạt động liên quan tới cái hội hội chợ về sản phẩm công nghiệp nông thôn của Cục Công Thương địa phương. Chính quyền thành phố và ngành công thương cũng có nhiều cái chủ trương và nhiều cái giải pháp cụ thể. Đặc biệt nhất là cái hỗ trợ thông tin thị trường, rồi tổ chức các cái cuộc kết nối giao thương hội chợ, thậm chí là hỗ trợ cả cái ngân sách nữa để mà đi tham gia xúc tiến tìm kiếm thị trường ở đường xa hơn trong nước hoặc là thậm chí là sang các nước ở quốc tế. Rồi các cái ngành liên đới như bên VCI và các hiệp hội cũng vậy, họ cũng cấp được nhiều thông tin hơn, cái lượng thông tin đến với doanh nghiệp dày hơn, cụ thể hơn và đa chiều hơn để có doanh nghiệp có cái sự chọn lọc, lựa chọn để tìm kiếm thị trường phù hợp với ngành hàng của mình, với thế mạnh và đặc thù của mình để tiếp cận thị trường một cách hiệu quả hơn. Song song với các hoạt động khuyến mãi thúc đẩy sản xuất và thương mại, ngành công thương cùng với các địa phương doanh nghiệp đẩy mạnh đưa thanh toán không tiền mặt phủ đều ở kênh mua sắm chợ truyền thống, hình thành các tuyến phố thanh toán không tiền mặt rải đều trên tất cả các quận huyện, tạo điều kiện thuận lợi để thanh toán không dùng tiền mặt phát triển, phổ biến, mang lại lợi ích kép cho người kinh doanh và người tiêu dùng.